Con chào các cô, con chào tớ, chào các bạn. Tớ hiện tại đang học lớp 4. Tớ ở Tứ Liên, Hà Nội. Đây là sản phẩm của tớ, có tên gọi là English Test. Khi bấm vào lá cờ, cậu sẽ thấy 6 ngôi sao và nó sẽ nói là và khi bắt đầu nó sẽ hỏi là viết câu trả lời trong trong người tin. Và bây giờ tôi sẽ chơi. Khi cậu ghi số 1, nó sẽ nói đúng rồi. Tiếp theo câu trả lời là ICT chấm 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 God Bridge, thì cậu sẽ ghi là một. Khi ghi nó correct thì sản phẩm đúng rồi. Đây là lập của tớ khi nhận question liên tục hỏi write the answer in below và đợi. Nếu question bằng 1 thì đặt answer bằng 2 thì đặt answer thành 2. Nếu question bằng 3 thì đặt answer thành 1. Nếu trả lời bằng answer thì bắt đầu thành win nói correct trong 2 giây. Nếu không thì bắt đầu âm thanh vong nói uncorrect try again. Đây là phần nổi bật nhất của tớ, là phần nhân vật. Khi bấm vào lá cờ y tới điểm x 64 y trừ 8, khi bấm vào lá cờ nói là con chu English test trong 3 giây, nói let me choose answer trong 2 giây, nói click around if you can't believe trong 2 giây và nói start trong 2 giây, fast in start. Khi bấm vào nhân vật này, nếu question nhỏ hơn 3 thì thay đổi question một lượng 1. Khi bấm vào lá cờ xanh đi tới điểm x 206 y 5, khi bấm vào lá cờ xanh ẩn khi nhận start hiện. Khi bấm vào lá cờ đặt question thành không, khi bấm vào lá cờ đi tới điểm x trừ 182 y trừ 4 khi nhận start hiện. Khi bấm vào lá cờ xanh ẩn, khi bấm vào nhân vật này nếu question lớn hơn 3 thì thay đổi question một lượng trừ 1. Khi bấm vào lá cờ xanh liên tục thay đổi biến màu một lượng 25 và tất cả ngôi sao này đều như thế. Con cảm ơn các ban phụ huynh và các bạn và thầy cô đang nghe bài thuyết trình con. Rồi, con cảm ơn phần thuyết trình của bạn Đức Minh. Các bạn trong lớp chúng ta có nhận xét gì phần thuyết trình của Đức Minh không? Cô mời Quỳnh Thư nào. Quỳnh Thư có nhận xét gì về phần thuyết trình của bạn không con? Dạ sư cô ạ. À, có thấy mà thuyết trình của bạn mấy con thấy nó cũng ổn ổn á cô. Cũng ổn ổn. Rồi, cảm ơn bạn Tình Thư. Cứ mời Huy Dạ Hoàng. con thấy là có khuyên vậy, ý là
nên cho nhiều chức năng hơn. À, Tại rồi. vì trong bài bạn ý vẫn còn ít chức năng quá cô. Ừ, rồi, ok, cảm ơn bạn Huy Hoàng. Huy Hoàng góp ý là bài của Đức Minh có thể thêm nhiều chức năng hơn. Ừ, rồi, cô cũng có một số nhận xét cho phần thuyết trình của bạn Đức Minh nhé. Trước tiên thì đối với phần sản phẩm thì cô thấy là sản phẩm của bạn khá cũng có sáng tạo theo chủ đề theo ý thích này. À, tuy nhiên thì cũng giống như phần bạn Huy Hoàng vừa góp ý đó là con có thể suy nghĩ mình sáng tạo thêm nhiều cái chức năng mới cho sản phẩm, hoặc là nếu không thì con có thể thêm nhiều chủ đề hơn, nghĩa là mình thêm nhiều câu hỏi hơn nữa thì để cho sản phẩm của mình nó được sinh động hơn. Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy là kỹ năng thuyết trình của bạn Đức Minh đã có tiến bộ hơn so với cái sản phẩm trước. Con nói cũng đã to hơn rồi, tuy nhiên là mình vẫn cần phải tự tin hơn một chút nữa. Và về cơ bản thì bạn Đức Minh cũng hiểu rõ được phần sản phẩm của mình này, giới thiệu được các bước và giới thiệu được hết các cái chức năng trong sản phẩm của mình. Đó thì cô hy vọng là sản phẩm sau thì con lại có thêm một chút tiến bộ hơn nữa. Thì mỗi lần mình sẽ tiến bộ hơn một chút thì cái phần kỹ năng thuyết trình của mình sẽ được tốt hơn. Rồi cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Đức Minh.